Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là phần 2 của chương trình Nói Chi Chữ và Nhập Tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 22 tây của tháng 5 của năm 2023 và chúng ta đang xuất hiện trong chương trình 547. Và thưa quý vị, tuần tới là ngày 29 tây tháng 5, rơi vào ngày Memorial Day là ngày lễ, thì chúng ta không có cái chương trình trực tiếp. Chương trình tuần tới là chương trình chiếu lại của chương trình chiều tối ngày hôm nay là chương trình 547. Cho nên nếu mà quý vị có câu hỏi thắc mắc thì quý vị welcome email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Hoặc là nếu mà quý vị đang trực tiếp theo dõi chương trình thì quý vị có thể gọi vào số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Trước khi đi vào một số email của quý vị đã gửi cho Tuấn, thì bây giờ cho Tuấn cập nhật quý vị cái con số mà liên quan tới con số mà hồ sơ mà đã chờ ngày phỏng vấn với cái lãnh sứ quán thôi, hoặc là cái đại sứ quán overseas thôi. Trong cái vấn đề di trú đó thì chúng ta có phần A, phần B của cái visa bulletin. Phần B thì cho quý vị biết khi nào chuẩn bị cái hồ sơ đó, để cho những cái ưu tiên từ 1 cho tới ưu tiên 4 được chuẩn bị để cho sắp xếp được phỏng vấn. Phần A là những cái hồ sơ đã chuẩn bị xong hết rồi và cái ngày đáo hạn để có quyền được phỏng vấn. Nhưng mà trong cái mùa COVID ấy, là những cái ưu tiên từ 1, 2, 3, 4 thì người ta lại không có phỏng vấn. Thì người ta ưu tiên cho những cái trường hợp gọi là trực hệ, là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Thì những cái hồ sơ đó thì được ưu tiên phỏng vấn trước hết những cái hồ sơ ưu tiên 1, 2, 3, 4. Đó, thì bây giờ chúng ta có cái vấn đề gọi là cái dồn động của một số hồ sơ nó rất là nhiều. Một số hồ sơ rất là nhiều nằm với trung tâm visa. Đó. Đây là những cái hồ sơ mà người ta đã hoàn tất hết 6 bước rồi với trung tâm visa. Những cái lý lịch để check cái background của người ta bên Việt Nam đã hoàn tất hết luôn rồi. Và cái phần A là cái visa đã đáo hạn luôn rồi. Người ta chỉ cần lên danh sách phỏng vấn và được cấp visa thôi. Thì bây giờ trong cái mùa dịch người ta không được phỏng vấn thì nó dồn động lại. Thì cho biết là đầu tháng 5, cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì cái con số hồ sơ mà đã gọi là document ready có thể được phỏng vấn là gần tới 396.000 hồ sơ. Nhưng mà tháng 5 người ta sắp xếp cho phỏng vấn gần tới 42.000 hồ sơ. Và bây giờ nó còn khoảng lại 355.000 cái hồ sơ mà đang chờ phỏng vấn, cho dù người ta đã hoàn tất hết 6 bước, lý lịch hết rồi và cái là visa đáo hạn. Cho nên đây Tuấn trình bày cho quý vị hiểu rằng là cho dù cái hồ sơ mình hoàn tất, không phải là phỏng vấn liền nếu mà nó không phải là trực hệ, mà mình phải xếp hàng sau những cái hồ sơ mà Tuấn đang nói đây. Và cũng cho quý vị biết trong nội bộ đây là không có chính thức thôi, tại vì trung tâm visa không có cung cấp. Nhưng mà trong nội bộ Tuấn thấy đa số những cái hồ sơ nào hoàn tất đầu năm 2021 thì bây giờ được sắp xếp phỏng vấn cho tháng 5. Cho nên đây là một cái tin tức để cung cấp cho quý vị. Bây giờ cho Tuấn xin mời số điện thoại, số đầu tiên là cô Hai Houston, hoặc là cô Hải Houston. Xin mời cô lên tiếng đi cô. Cô vặn nhỏ cái tivi xuống đi cô và cô nói chuyện trực tiếp với tôi qua điện thoại cô. Dạ hello, phải tôi không? Dạ mời cô. Dạ tôi thưa luật sư là tôi có dùng chung anh tôi đang ở Việt Nam. Dạ vâng. Là ổng về thai rồi mà bây giờ ổng về bên đó ổng có vợ mới nhưng mà ổng không bảo lãnh theo vợ chồng mà ổng bảo lãnh theo vị hôn thê. Thì thưa luật sư là cái hồ sơ về cái bảo lãnh hôn thê nó cần phải là câu sai tài chánh không vậy luật sư? Dạ vâng, cho tôi hỏi
có lý do gì mà bắt buộc phải làm hồ sơ fiancé không khi người ta đang ở Việt Nam bây giờ? Vì ông muốn tháng 8 này ông qua lại Mỹ, ông không muốn ở bên Việt Nam, ông muốn qua lại Mỹ thì ông muốn bảo lãnh cái cô đó bằng fiancé để. Dạ vâng. Về. Người ta dạ, có con riêng ông... không? Dạ thưa dạ không. Okay. Bà đó thì có một đứa con riêng lớn rồi. Lớn trên 21 rồi phải không ạ? Dạ dạ. Ok. Và người ta đã ở Việt Nam được bao lâu rồi? Ông anh ông có rể thai là ông về Việt Nam được 1 năm rồi thôi. Dạ vâng. Ok cô. Như thế này đi để cho tôi trình bày, rồi sau đó thì hy vọng anh ta có thể theo dõi chương trình trực tiếp ở bên Việt Nam qua YouTube. Rồi hoặc dạ, là dạ, nếu mà cần câu hỏi gì thì liên lạc sau. Dạ dạ. Theo Tuấn trong cái thời điểm này đó thì nó không có cái lợi gì hết để làm hồ sơ diện fiancé soi sánh với diện vợ chồng, khi đặc biệt người ta đang có ở Việt Nam, người ta có thể làm chứng chỉ độc thân, cầu hòa ngoại giao và đăng ký kết hôn. Từ đây tới tháng 8 thì nó còn nhiều thời gian để cho người ta đăng ký kết hôn. Cái lý do tôi nói như vậy là tại vì như thế này, fiancé đúng trước COVID nó rất là nhanh, nhưng mà trong cái thời điểm COVID vừa qua, fiancé bây giờ nó cũng chậm, giống như là diện vợ chồng. Cái đó là một. Cái thứ hai, khi qua đây phải xin thẻ xanh. Thẻ xanh thời điểm này nó cũng mất hết khoảng 1 năm cho tới 1 năm rưỡi. Cho nên trong cái thời gian đợi chờ như vậy thì cái người vợ tương lai đó cũng đang có khó khăn về cái giấy tờ. Cái thứ ba là cái tiền của sở di trú nó sẽ tăng cường, và cái tiền là hồ sơ xin thẻ xanh nó sẽ tăng cường rất là cao. Cho nên nếu mà qua đây được rồi sau này phải làm thẻ xanh thì coi chừng cái lệ phí nó lại cao. Nó có những cái tình trạng người ta bắt buộc vẫn phải tiếp tục làm hồ sơ fiancé. Giả sử đây là cái vấn đề quan hệ đồng tính đi, hoặc ở đây là người ta có con riêng trên 18 tuổi, dưới 21 tuổi, hoặc là đây là vấn đề kết hôn với người bà con. Đó. Cho nên trong những cái hoàn cảnh đó vẫn là bắt buộc phải làm hồ sơ fiancé. Nhưng mà đây nó không phải là cái tình trạng đó cho ông anh đó. Cho nên nghiên cứu lại có nên làm diện vợ chồng luôn. Còn cái vấn đề bảo trợ tài chính, khi ông ta còn trở lại đây mà lúc đó cần làm cái bảo trợ tài chính thì tìm người đồng bảo trợ thôi, chứ nó không có trở ngại. Fiancé cho dù lúc mà phỏng vấn nó không cần cái bảo trợ tài chính, nhưng mà qua đây làm thẻ xanh cũng phải cần người đồng bảo trợ luôn. Cho nên trước hay sau cũng phải cần cái bảo trợ tài chính, không đủ thì tìm người đồng bảo trợ. Nhưng mà khi làm diện vợ chồng thì qua đây có thẻ xanh, nó đỡ cho người ta biết bao nhiêu. Cảm ơn cô Hai ở Houston gọi vào. Và bây giờ cho Tuấn xin mời anh Tiến ở Lắc Bắc gọi. Xin mời anh Tiến lên tiếng điện. Anh Tiến trực tiếp qua điện thoại đi Tiến ạ. À. Alo, dạ, em chào luật sư. Dạ, xin chào. Em có câu hỏi là lúc trước em có hỏi luật sư là em bảo lãnh mẹ em sang Mỹ á. Mẹ em đã sang rồi, là ngày 15 tháng 3 vừa rồi. Thì sau đó em có nộp đơn re-entry permit cho mẹ em là được nhận. Thì người ta báo nhận là ngày 21 tháng 3. Nhưng mà đến ngày 16 tháng 4 á, thì nhà em có chuyện emergency á, cho nên mẹ em phải về Việt Nam. Rồi bây giờ người ta có giới hạn lăn tay vào ngày mai, ngày 23 tháng 5. Thì mẹ mới quay lại Mỹ vào ngày 19 vừa rồi để lăn tay. Thì cái câu hỏi của em là, xin luật sư cho em biết là cái đơn re-entry permit của mẹ em vậy, như vậy nó có còn đúng luật hay không? Là một. Cái thứ hai nữa là sau khi mẹ em lăn tay xong á, thì có cần phải ở lại Mỹ chờ đợi gì không? Hay là có thể về Việt Nam liền? Rồi nếu mà về Việt Nam được á, thì trong vòng bao lâu thì mẹ em phải quay lại Mỹ khi mà vẫn chưa nhận được cái re-entry permit? Rồi nếu mà nhận được thì cái 2 năm nó sẽ tính từ lúc mẹ em về Việt Nam, hay là tính từ lúc được cái approve cái re-entry permit? Dạ vâng, và khi nào mẹ em muốn trở về Việt Nam? Mẹ em mua vé bay tại vì nhà có chuyện, cho nên là ngày 29 là mẹ em bay. 29 tháng 5. 29 tháng 5 này là. Ok. Dạ. Mà môi đây, gotcha. Ok. Ok, cúp điện thoại đi em, và cảm ơn em đã chuẩn bị cái chi tiết cho Tuấn rất là nhiều. Và nhớ rằng nếu mà nghe không kịp thì cái chương trình này được chiếu lại và đều upload trên YouTube hết. Ok, mình có một người mới định cư vào nước Hoa Kỳ ngày 15 tháng 3 của năm 2023, ngày 21 tây sau đó 8 ngày hoặc là 6 ngày nộp đơn xin re-entry permit. Rồi bây giờ người ta có cái ngày hẹn đi lăng tay ngày mai, và người ta đã trở lại để làm cái hẹn để đi lăng tay. Tất cả những cái gì em làm nó đúng. Một cái chi tiết quan trọng nữa là
qua đây ngày 15 tây tháng 3, nộp đơn người ta nhận là ngày 21 tây tháng 3 của năm nay cho cái cuốn sổ Re-entry Permit, rồi ngày 16 tây tháng 4 đi về Việt Nam. Bây giờ có cái hẹn lăng tay và qua lại đây mới đi 1-2 ngày thôi để chuẩn bị ngày mai đi lăng tay. Perfectly legal. Nghĩa là những cái gì em làm nó đúng thôi. Là cái regulation cho cái cuốn sổ Re-entry Permit nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi đầu tiên là khi mình nộp, mình phải có mặt ở đây. Thì mẹ qua đây ngày 15 tây tháng 3, sở di trú nhận là ngày 21 tây tháng 3 tới tháng 4 mẹ mới đi về Việt Nam. Thì cái đó không có sao. Và nếu mà có lăng tay thì phải có mặt đây lăng tay. Thì bây giờ sắp sửa ngày mai đi lăng tay thì nó không có vấn đề. Khi cái cuốn sổ nó cấp thì không bắt buộc bà ta phải có mặt đây. Cuốn sổ từ từ nó sẽ gửi về cho nhà của em. Em sẽ mang cái đó tận tay về cho mẹ em bên Việt Nam. Đừng có gửi qua bưu điện. Nào, cái hiệu lực của cuốn sổ đó nó có từ ngày nào? Nó có từ ngày cấp nha, nó có từ ngày cấp. Cho nên giả sử đi là ngày 29 tháng 5 này mẹ em đi về, ok. Rồi mình biết cái cuốn sổ bây giờ nó rất là chậm. Cái gì với sở di trú nó cũng là chậm hết trong cái thời điểm COVID này, ngoài cái hồ sơ quốc tịch thôi. Cho nên nếu mà Tuấn phải đoán cái hồ sơ này nộp từ tháng 3 của năm 2023 thì có thể là tháng 3 năm sau là 1 năm, tháng 10 là 1 năm 7 tháng. Đừng có ngạc nhiên là tới mùa thu năm sau cái cuốn sổ này nó gửi về lực đó. Mà khi nó gửi về cho nhà của em á thì nó chỉ có hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp thôi. Cho nên giả sử đi cái này nó gửi về tháng 10 của năm 2024 thì nó có hiệu lực cho tới tháng 10 của năm 2026. Cho nên mẹ em có quyền quay lại trước tháng 10 của năm 2026 thì cái đó là cái thí dụ thôi. Nhưng mà đây là cái recommendation của Tuấn cho em. Trước đây mình không có vấn đề này. Trước đây trước COVID cái cuốn sổ đó nó thường thường khoảng 6-7 tháng nó gửi về thôi. Nhưng bây giờ có COVID thì cuốn sổ nó gửi về rất là chậm. Cho nên nên quay lại Mỹ trước 1 năm khi đi về Việt Nam. Cho nên nếu ngày 29 tháng 5 này mẹ em đi về và tới ngày 29 tháng 5 của năm 2024 cái cuốn sổ nó chưa gửi về thì mình ước lượng nó chưa gửi về thì nên quay lại rồi sau đó mới đi tiếp. Tại mình không có muốn ở quá một năm nếu mà không có cuốn sổ. Mình làm như vậy để phòng hờ nếu mà cái cuốn sổ nó bị từ chối hoặc cái cuốn sổ nó bị thất lạc để ít nhất mình có thể mình quay lại để mình làm cái cuốn sổ mới. Cho nên nếu mà cuốn sổ nó chưa nhận được nên quay lại trước một năm ra khỏi nước Mỹ là ngày 29 tháng 5 của năm 2024. Cảm ơn Tiến rất là nhiều đã chuẩn bị cái câu hỏi và nó chuẩn bị chính xác cho Tuấn, giúp cho trả lời nó rõ ràng hơn. Bây giờ cho Tuấn mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin đi. Rồi sau đó chúng ta trở lại một số câu hỏi quý vị đã gửi email cho Tuấn. Mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2023. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2023, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2014. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 9 năm 2020. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2008. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 4 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2023. Và thưa quý vị, cái số điện thoại cho quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000 hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. yichu@luatsutuan.com. Đây là một số email quý vị đã gửi tới cho Tuấn ha. Cho Tuấn trả lời cho cái email của một số quý vị. Đầu tiên là người này đang có thẻ xanh 2 năm và đang làm cái thủ tục chuyển thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Đây người ta cho biết rằng người ta qua Mỹ vào ngày 28 tháng 2 của năm 2020, nhận được cái thẻ xanh có hiệu lực cho tới ngày 28 tháng 2 của năm 2022.
và cái thẻ xanh của người ta đã hết hạn và người ta đã làm cái thủ tục để xin đổi cái thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Thì cái đó là cái thủ tục I751 nha, chứ không phải là I90 nha. Cho nên khi mà người ta nộp thì người ta có cái receipt gia hạn tạm thời 24 tháng thôi. Nhưng mà cách đây khoảng 4 tháng người ta lại nhận được cái receipt mới gia hạn tới 48 tháng luôn. Nghĩa làm sao? Nghĩa là sở hữu chủ càng ngày càng chậm. Cho nên trước đây người ta ước lượng chỉ có 2 năm giải quyết hồ sơ, bây giờ nó trở thành 4 năm. Đó. Cái câu hỏi của người ta là khi nào em mới nhận được bản gia hạn chính thức? Cho cái vấn đề tiếng Việt thì tại vì Tuấn qua đây từ nhỏ cho nên nhiều khi nó hơi ngứa mắt một tí. Đặt câu hỏi cho nó đơn giản là khi nào nhận được thẻ xanh chính thức đi. Là thường thường nó gần tới 4 năm nó mới có. Phỏng vấn hay không tùy sở di trú. Nhưng mà cái thời gian giải quyết như vậy, khi người ta cho mình cái receipt mà tăng cường thêm 24 tháng nữa, nghĩa là người ta ước lượng cái hồ sơ nó sẽ chậm trễ. Còn nếu mà được giải quyết sớm hơn, đó là chúc mừng, cái đó là cái sự may mắn thôi. Nhưng mà có thể tới 4 năm trời. Dự định về Việt Nam vào tháng 1 của năm 2024 mà chưa có cái thẻ xanh 10 năm thì có thể nhập cảnh vào nước Mỹ hay không? Ok, đây là cái câu hỏi mà bắt đầu lo sợ. Đây là cái câu hỏi bắt đầu lo sợ. Đầu tiên, nếu mình làm đúng theo cái luật pháp, ok, thì nó không có cái gì lo sợ hết. Nếu mình đi về Việt Nam tháng 1 năm 2024 để ăn Tết đi, mình đi chỉ có 1-2 tháng thôi rồi mình qua lại. Mà lúc đó mình vẫn là thẻ xanh 2 năm đang chờ cái thẻ xanh 10 năm, thì mình sẽ cần sau đây. Đầu tiên, bắt buộc phải có cái hộ chiếu còn hiệu lực trên 6 tháng nha, hộ chiếu Việt Nam. Cái thứ nhì là cái thẻ xanh hết hạn từ ngày 28 tây tháng 2 của năm 2022. Cái thứ ba là cái receipt bản gốc, ok. Nhớ là nếu mà người ta có luật sư đại diện thì người ta sẽ có hai cái bản gốc luôn. Cái của người ta nhận là bản gốc cho người ta, cái mà luật sư người ta nhận cũng là cái bản gốc luôn. Both, cả hai nó có giá trị nhau hết. Đó. Cho nên cầm cái tờ giấy gia hạn mà cái bưu điện nó gửi về, gia hạn thêm 4 năm trời thì cái thẻ xanh mình đã hết hạn vào ngày 28 tây tháng 2 của năm 2022 sẽ có hiệu lực cho tới ngày 28 tây tháng 2 của năm 2026. Mà mình đi đầu tháng 1 của năm 2024 quay lại 1-2 tháng thì nó không có vấn đề. Câu hỏi, nếu một trường hợp tới lúc đó mà vẫn chưa nhận được cái tờ thẻ xanh 10 năm thì như thế nào? Theo dõi cái hồ sơ trên cái website, đây là cái thủ tục I751, cái thủ tục là cái thủ tục để cho người ta make sure cái hôn nhân mình là sự thật. Cho nên cái thời điểm mà giải quyết nó không bao giờ chính xác hết, tại mỗi cái hồ sơ, cái hoàn cảnh nó khác nhau. Nhưng mà mình cần theo dõi cái hồ sơ mình trên cái website với sở di trú và nếu mình thay đổi địa chỉ, make sure mình cập nhật nha, để có gì nếu mà yêu cầu bổ túc thì mình còn nhận được. Có nên ra khỏi nước Mỹ hay không? Ok, đây là cái câu hỏi bắt đầu lo sợ nữa khi mà cái thẻ xanh 10 năm nó chưa có gửi về. Giống như Tuấn nói, cái vấn đề mình nên hay không đó tùy theo cái cá nhân, nhưng mà thủ tục giấy tờ đúng thì sở di trú sẽ cho mình vào. Nếu mà có gặp khó khăn, nó không phải nhân viên của sở di trú, nó là những cái cơ quan khác mà người ta không biết về cái mặt luật di trú. Tuấn cho cái thí dụ hãng vé máy bay. Hoặc là cái vấn đề ở bên Việt Nam, người ta check, người ta sợ cái giấy tờ này không có đúng theo cái hiệu lực thì người ta sợ là người ta sẽ bị phạt. Nhưng mà khi mà nó rõ ràng thì người ta vẫn cho vào. Đó là một cái email đầu tiên. Cái email thứ hai, cái này là thì Tuấn đọc thì Tuấn lại sợ, lo sợ cho người ta. Vợ tôi đã có quốc tịch và đã có mở hồ sơ anh chị em F4 rồi. Ngày sở hữu chú nhận được cái hồ sơ là ngày 29 tây tháng 12 của năm 2009, 29 tây tháng 12 năm 2009, nghĩa là tháng 12 này là 14 năm rồi. Nhưng tới ngày tới nay tôi là vợ tôi và cái người bên Việt Nam chưa nhận được giấy chấp thuận hết. Ok. Right there là khi mình trình bày như vậy, cái đó là lo sợ. Đầu tiên mình phải biết cái hồ sơ bảo lãnh của mình đang nằm ở đâu. Nếu mà đây là bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam, bảo lãnh cho thân nhân Việt Nam, tất cả những cái hồ sơ thường thường nó sẽ đi qua 3 cái cơ quan, 2 cái bộ. Cơ quan đầu tiên là sở di trú nhận tiền của mình để nộp cái hồ sơ bảo lãnh, thì cái đó là cho mình cái biên lai là ngày 29 tháng 12 của năm 2009. Và nếu mà sở di trú nó duyệt cái hồ sơ này thì nó sẽ chuyển qua trung tâm visa của Bộ Ngoại giao. Thì người ta sẽ thông báo trong cái tờ giấy chấp thuận là hồ sơ này là chuyển qua Bộ Ngoại giao. Rồi sau này đóng tiền làm thủ tục bảo trợ tài chính, chuẩn bị cho cái phỏng vấn, thì lúc đó cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn sẽ phỏng vấn.
trung tâm visa, lãnh sự quán đều là thuộc về Bộ Ngoại giao hết, còn sở di trú thuộc về Bộ Nội an. Cho nên nó là ba cái văn phòng, hai cái nội bộ. Ok. Nào, khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi như này, ok, thì nó sợ là như thế này. Tuấn biết những cái hồ sơ nộp năm 2009 sở di trú đã giải quyết rồi, cho dù là chấp thuận, yêu cầu bổ túc hay là từ chối, nghĩa là nó không còn nằm chờ nữa. Nhưng mà những cái hồ sơ 2011-2012 thì người ta vẫn còn đang đợi chờ giải quyết. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ nộp trước cái thời điểm đó là năm 2009 mà chưa nhận được cái gì, thì cái bước đầu tiên cần làm cái gì? Lên liền cái website của sở di trú, lên liền cái website của sở di trú uscis.gov, đó là uscis.gov, đi vào cái tab ở trên cái website, cái tool, rồi trong cái tool đó click on cái case status online. Đó, click on cái case status online thì mình input cái receipt number, người ta cho biết mình cái hồ sơ đã tới đâu rồi, hy vọng cái chữ nói là we approve this petition forward to the Department of State already. Đó, cho nên hy vọng là như vậy. Nhưng mà nếu nói chuyện khác đó, thì coi chừng mình phải gọi cho sở di trú để xem cái hồ sơ này tới đâu. Cái số điện thoại sở di trú là 1-800-375-5283, 1-800-375-5283. Nếu mà trên cái website nó không nắm rõ là được chấp thuận hay cái gì hết, nghĩa là hồ sơ vẫn nằm đâu đó, thì phải gọi cho sở di trú. Nào, cái câu hỏi kế tiếp, did you move, có thay đổi địa chỉ hay không, có cập nhật địa chỉ cho người ta hay không? Khai sanh của mình sanh đẻ là khai sanh bình thường hay là khai sanh đăng ký lại hay đăng ký trễ hạn? Tất cả những cái khai sanh đăng ký lại, trễ hạn hay là khai sanh mà giấy tờ nộp không có đầy đủ thì có thể bị bổ túc. Mà nếu mà bị bổ túc thì người ta sẽ gửi thư về yêu cầu bổ túc. Mà nếu mình không có cập nhật địa chỉ với sở di trú thì nó gì? Là nó sẽ từ chối tại nó không nhận được cái bổ túc của mình. Cho nên khi mình thấy một cái hồ sơ như này, make sure mình theo dõi cái hồ sơ, lên cái trang nhà của sở di trú để check cái status của cái hồ sơ. Và nếu mà check status không được, gọi liền cho sở di trú 1-800-375-5283. Thêm một cái nhắc nhở nữa là khi gọi cho sở di trú đó thì nó là cái hệ thống automated, tự động. Cho nên nếu mà mình không có biết cách thì mình không bao giờ nói chuyện trực tiếp với cái live person được đâu. Mình chỉ nghe cái máy repeat cái option cho mình thôi. Cho nên nếu mà cần nói chuyện với sở di trú thì cho người ta biết rằng mình không có receipt number, thì lúc đó nó mới chuyển qua cái live person để cho mình đặt cái câu hỏi với người ta. Và Tuấn còn bao nhiêu thì giờ? Chắc còn khoảng vài phút nữa thôi thì Tuấn cho Tuấn gửi cho quý vị thêm một cái câu hỏi nữa thôi. Là đây là một cái câu hỏi diện F4. Ok. Và khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi như thế này thì Tuấn hiểu cái bực hoặc là buồn hoặc là cái vấn đề mà không công bằng cho quý vị. Ok. Là cái đây là hồ sơ F4 ngày ưu tiên là ngày 29 tây tháng 3 của năm 2007. Ok. Lúc mà làm hồ sơ F4 thì cái ngày ưu tiên đó cháu nó có 8 tuổi 11 tháng thôi. Hiện tại bây giờ cháu nó là 25 tuổi 21 ngày, đã quá tuổi rồi, cho nên dùng cái đạo luật bảo vệ trẻ em cháu nó cũng không được ăn theo. Thì cái câu hỏi của cháu là ok, bây giờ có thể khấu trừ cái thời điểm mà COVID, tại vì cái COVID ảnh hưởng rất lớn, nó không chậm trễ, nó không phỏng vấn, cái visa nó không có move, có thể trừ cái thời điểm đó không? Thì cái câu trả lời cho cháu no, không được. Bất cứ cái gì thay đổi trên cái mặt luật, ok, một là tòa án phán rằng, hai là sở di trú phải giải quyết theo cái khu vực của cái luật di trú. Nhưng mà khi có vấn đề này, một là quốc hội thay đổi cái mặt luật di trú, hai là sở di trú thông báo rằng là căn cứ vào như vậy người ta mới thay đổi, chứ mình không có thể xem xét được. Cho nên cái COVID-19 ảnh hưởng rất là lớn, nó chậm trễ các hồ sơ. Nếu mà không có COVID thì cháu có quyền được ăn theo. Nhưng mà tại cái COVID nó không phỏng vấn, nó không có di chuyển cái visa bulletin, cho nên cháu không được bảo vệ. Cái đó là cái thiệt thòi, không phải một mình cho cháu mà cho rất là nhiều người. Và tiếp tục như này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người khác sau này nữa. Nhưng mà nếu mà không có cái sự thay đổi trên quốc hội hoặc là tòa, hoặc là cái policy change mà sở hữu chú được tòa chấp nhận, thì nó là một cái thiệt thòi, không phải mình cháu mà nhiều người lắm. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 22 tây tháng 5, nhớ
thứ hai tuần sau là ngày 29 tây tháng 5 là ngày lễ, chúng ta không có cái chương trình trực tiếp, nó là cái chương trình chiếu lại của cái chương trình chiều tối ngày hôm nay là chương trình 547. Tới đây hết thời giờ cho chương trình, cho Tuấn xin chúc cho quý vị một buổi chiều, một tuần rất là hạnh phúc, rất là bình yên trong cái Memorial Day. Xin tạm hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào.